hành sáu của con trai triệu hạo có phải chịu ảnh hưởng của ông triệu khai thái thưa ông xin hãy nhìn thẳng vào camera và trả lời câu hỏi của tôi đối mặt với tình huống này triệu khai thái chỉ biết cúi đầu nhắm mắt thấy vậy các phóng viên liền chuyển mũi nhọn sang chu lư chu lư thưa bà bà là vợ của triệu khai thái xin hỏi bà đánh giá thế nào về hành sáu của triệu khai thái tả danh là người tình 20 năm của triệu khai thái và xin cho ông ấy một cặp song sinh bà có biết chuyện này không bây giờ sự việc đã bị phơi bày xin hỏi bà chu lư định xử lý thế nào bà sẽ xử lý quan hệ giữa bà và triệu khai thái thế nào bà nghĩ sao về chuyện con trai bà triệu hạo quan hệ với mã tiểu thanh bà lại đánh giá thế nào về chuyện con gái bà triệu viên viên ngoại tình trong hôn nhân xin hỏi bao nhiêu năm qua bà đã giáo dục cặp song sinh này như thế nào câu hỏi của các phóng viên càng lúc càng sắc bén đã hoàn toàn bao trùm cả gia đình triệu khai thái và mỗi câu hỏi đều chính xác vào tim đen chọc thẳng vào lòng họ triệu khai thái nhìn kìa tự nhìn lại mình đi tất cả là do những việc tốt của anh bây giờ anh có hài lòng chưa anh có xứng đáng với tôi không anh có xứng đáng với gia đình chúng ta không triệu khai thái vốn đã rất bức bối nếu chu lư không lên tiếng còn đỡ nhưng chu lư vừa mở miệng triệu khai thái liền nổi điên lên cô còn mặt mũi nói tôi tôi không biết à bác sĩ vừa tới hỏi tôi có tiếp tục điều trị không cô định bỏ điều trị luôn rồi để lại xưởng gỗ và tất cả tiền tôi kiếm được bao năm qua toàn bộ cho con trai cô à chu lư gật đầu nhẹ nói có thì sao tôi làm như vậy có sai không cô còn lý sự nữa à xưởng gỗ là tôi tự làm nên cô có giúp đỡ gì đâu tiền trong nhà là tôi kiếm ra bây giờ tôi cần tiếp tục điều trị cô dựa vào đầu quyết định thay tôi bắt tôi ngừng điều trị để lại xưởng gỗ và tiền cho con trai cô nói nghe hay đấy về cội nguồn cô chẳng qua chỉ không muốn cũng không tiếp tiền chi cho tôi thôi cô chỉ không muốn mất cuộc sống hiện tại cô chỉ muốn cùng tôi hưởng phú quý chứ không chịu cùng tôi chia sẻ khó khăn tôi thừa nhận mình không tốt nhưng bà chu lư cũng chẳng phải là tốt chu lư nghe rõ đây tôi sẽ ly hôn với bà tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để bà ra đi tay không cho dù tôi chết Tôi cũng nhất định không để lại tiền cho bà, tuyệt đối không, ly hôn, Triệu Khai Thái, anh vô lương tâm quá. Anh nuôi người thân, nuôi con ngoài thì thôi. Tôi theo anh mấy chục năm, sinh cho anh hai đứa con, mà bây giờ anh lại muốn ly hôn tôi. Tôi đánh chết anh, thứ phụ bạc này. Nói xong, Chu Lư như điên lên, không bằng đến sức khỏe của Triệu Khai Thái, lao thẳng tới, đánh nhau với Triệu Khai Thái. Điên rồi, tôi thấy bà điên rồi đấy. Đàn bà láo Chu Lư, bà chỉ là đàn bà láo thôi, cút ngay cho tôi. Dương Đại Bảo, anh còn đứng đó làm gì, không kéo con mụ điên này ra ngay sao? dương đại bảo và triệu viên viên tiến lên một bên trái một bên phải rất khó khăn mới kéo được chu lư xuống kết quả chu lư ngồi phịch xuống đất rồi khóc thét lên trời hại tôi sao số tôi lại khổ thế này các người hãy phán xét dùng tôi rõ ràng là anh ấy đã làm điều sai với tôi thế mà anh ấy còn muốn ly hôn tôi miệng thì bảo tôi ra đi tay không còn lẽ trời sao còn pháp luật nữa không tôi chết mất ai cũng đừng ngăn tôi lại để tôi chết đi triệu khai thái là ma tôi cũng không tha anh đâu chu lư khóc rất thảm thiết nhưng các phóng viên thì hớn hở lại áo lên chụp ảnh còn chụp cận cảnh nữa khiến triệu khai thái tức đến đỏ mặt thôi đủ rồi chụp mãi thế các anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy dương đại bảo đuổi họ ra ngay cho tôi nghe vậy các phóng viên không vui chúng tôi có quyền được biết chúng tôi sẽ đưa tin chân thực tôi liếc nhìn triệu nhất hiền triệu nhất hiền hơi mồ hôi hột tôi thanh minh các anh có quyền được biết là đúng nhưng bệnh tình của bố vợ tôi rất nặng nếu ông ấy có chuyện gì các anh có dám chịu trách nhiệm không tôi có thể hiểu là anh đang gián tiếp đe dọa tôi không Đe dọa à, nếu cô cứ hiểu như vậy Thì coi như tôi đang đe dọa cô đi Tôi chỉ nói lần cuối Nếu bố vợ tôi có chuyện gì Tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của cô Không thả cô ra đến khi nào Chuyện này kết thúc Nghe vậy, các phóng viên im bật Lúc này Triệu Khai Thái bông ôm ngực Ngã xuống giường bệnh Đấy mồ hôi Yêu hát la lên, gọi cấp cứu đi Nhanh lên Ban đầu tôi cứ tưởng Triệu Khai Thái giả bộ đuổi người Nhưng Triệu Khai Thái nằm trên giường Đang co giật không ngừng Thậm chí còn ói cả bọt mét Trời à, trông thế này. Là sắp lên đường về tay rồi. Ba, ba sao thế? Ông Triệu, đừng làm tôi sợ. Gọi bác sĩ nhanh, cả phòng bệnh hỗn loạn. Một mớ hỗn độn, để khỏi liên lụy. Các phóng viên lợi dụng lúc hỗn loạn bỏ chạy, khi Triệu Khai Thái lại được đưa vào phòng cấp cứu. Chu Lư và Triệu Viên Viên như kiến trên tivi. Qua lại trước cửa phòng bệnh không ngừng. Lo lắng khôn xiết so với họ, thì Dương Đại Bảo bây giờ thành thơ nhất. Mặc dù sự xuất hiện của Triệu Nhất Hiền đã phá vỡ nhịp độ trả thù của tôi, nhưng dù sao đi nữa, cho đến thời điểm này, kế hoạch diễn ra rất thuận lợi. Toàn bộ gia đình Triệu Viên Viên đang chịu đựng nỗi đau tinh thần khủng khiếp. Điều quan trọng nhất là tôi giấu kín rất tốt, chưa ai trong nhà họ Triệu nghi ngờ tôi cả. Tôi bước vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Triệu Nhất Hiền. Chuyện tối nay làm đẹp lắm đấy. Công lao này là của anh. Anh đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Tôi chỉ lấy thành của lao động của anh để trả thù Triệu Khai Thái thôi, nếu là anh thực hiện, chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn tôi. Khiêm tốn quá là kiêu ngạo đấy tôi cũng không thể làm tốt hơn cô được đâu ca cấp cứu của triệu khai thái đã xong chưa anh nói đi phải chi ông ta chết luôn thì tốt biết mấy gì của tôi à nếu triệu khai thái thực sự chết thì dù là cô hay tôi đều sẽ gặp rắc rối lớn đấy chuyện có người chết cảnh sát can thiệp toàn diện những việc chúng ta làm không thể chịu đựng được sự điều tra tôi không quan tâm nhưng tôi quan tâm cô cũng phải quan tâm chứ cô không thể ngay thường nghĩ rằng việc trả thù đã kết thúc chứ cô không thấy như vậy quá rẻ chịu khai thái à anh không thể nói với tôi vài câu dịu dàng à tất nhiên tôi không tha thứ triệu khai thái đâu tôi hiểu lý do rồi tôi chỉ đang tức giận thôi anh nhất định phải cãi lại tôi à tôi sẽ cắt đứt quan hệ với anh đấy cắt đứt quan hệ là kiểu gì thế chúng ta có thử chưa đồ khốn vô liêm sỉ anh chỉ biết bắt nạt tôi tôi đâu phải đứa con gái chỉ biết làm núng và phá phách anh biết mà anh chiều tôi vài câu có mất gì đâu này cô gái kia cô đang làm đúng tôi à bí mật xấu xí của gia đình triệu khai thái bị các phóng viên điên cùng chụp ảnh và phỏng vấn điều này khiến triệu khai thái đang mắc bệnh ngất xỉu một lần nữa ngay cửa phòng cấp cứu chu lư lo lắng nói dương đại bảo bố anh sẽ không sao chứ người tốt sẽ gặp may mắn mẹ đừng lo lắng Bố tôi sẽ không sao đâu. Lúc này điện thoại của Chu Lư đổ chuông. Sau khi tắt máy nhưng vẫn tiếp tục reo không ngừng. Chu Lư bắt máy và nói khó chịu, ai đây? Đang bận đây, cúp máy đi. Chu Lư cúp máy ngay. Ngay sau đó điện thoại của tôi cũng reo, hello. Xin hỏi có phải anh rể của Triệu Hạo không? Tôi là bác sĩ chỉnh hình bệnh viện thành phố. Có chuyện gì sao? Vừa nãy đám phóng viên từ các cơ quan truyền thông lớn tới, rồi sau đó, rồi Triệu Hạo bị đánh đến nỗi mẹ ruột cũng không nhận ra, gọi điện cho mẹ hắn cũng không nghe máy. Nếu anh rảnh, hãy tới đây ngay. Bệnh nhân chỉ có một mình, không có người thân bên cạnh. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tính sao đây? Cái thằng em rể nhỏ này thật đúng là tài năng, ở thời điểm này mà còn gây rối. Tôi ngước nhìn Chu Lư và nói, "Mẹ ơi, con phải xuống dưới một chút, bên Hạo Hạo có chuyện rồi." Chu Lư lo lắng, nắm chặt cánh tay của Dương Đại Bảo và hỏi, "Hạo Hạo bị làm sao? Nói nhanh đi, cậu ấy bị mấy nhà báo đánh à?" "Đứa con bắt hiếu, đứa con bất hiếu ạ." À. "Bố cậu nói đúng đấy, Triệu Hạo thật sự chỉ là một thằng con rùa. Kiếp trước tôi đã gây nghiệp chướng gì? Sao lại sinh ra một thằng con rùa không ra gì như vậy?" Mặc dù nói thế, nhưng chu lư vẫn hỏi tiếp xem hạo hạo ở đâu dương đại bảo có bị thương nặng lắm không mẹ bố con vẫn cần người ở đây thế này nhé mẹ và viên viên ở lại với bố con. con, đi xem hạo hạo mẹ yên tâm đi dù bọn phóng viên kia có làm gì chúng cũng sẽ có nhẹ tay nặng tay hạo hạo sẽ không sao đâu lúc đó đột nhiên có một bác sĩ chạy ra từ phòng bệnh chu lư vội vàng hỏi có chuyện gì bệnh nhân cần truyền máu gấp tôi đi gọi điện cho người ở ngân hàng máu rất vội vàng sao hay là truyền máu của tôi đi tôi và ông triệu đều có máu nhỏ mò chắc chắn ngân hàng máu sẽ sớm gửi tới nói xong bác sĩ vội vã bỏ đi. Trong lúc đó tôi cũng đến phòng bệnh của triệu hạo. triệu hạo thấy tôi đến nước mắt lưng trừng anh rể tôi quá khó khăn rồi. hạo hạo em thế nào em thế nào ạ anh không tự xem sao tôi liếc nhìn thẻ bệnh treo trên giường triệu hạo nam máu nhóm anh gãy xương tránh thức ăn cay nóng và kích thích chưa ăn cơ mà tôi cũng chưa ăn gọi hai phần đồ ăn ngoài về ăn chung nhé nói xong tôi cầm điện thoại gọi hai phần đồ ăn ngoài bây giờ em đâu có tâm trạng ăn anh rể ba em thế nào rồi ạ em còn mặt mũi hỏi ba em bản thân em đã làm gì em không biết sao hơn nữa tôi bảo em tìm mã tiểu thanh để bắt của tang kết quả em thật tốt em thậm chí còn quan hệ trực tiếp với mã tiểu thanh em không biết thân phận của cô ấy à anh rể em xin lỗi dù thế nào đi nữa thì chuyện này cũng là lỗi của em tôi ở lại phòng bệnh của triệu hạo hơn một tiếng đồng hồ ăn công cùng rồi mới quay lại tầng trên lúc này cả cấp cứu ở khoa nội mới đã kết thúc nhưng bên trong phòng bệnh thì cực kỳ ảm đạm tôi quay về nhà ai muốn ở lại thì ở lại đi dù sao tôi cũng không thể chịu đựng thêm được nữa Nghe thấy thế, Triệu Viên Viên liền tức giận. "Mẹ ơi, ba con thế nào đây? Con có con mà, con cũng nói ông ấy là ba con mà." Nói xong, Chu Lư quay đi, tôi nói nhỏ với Triệu Khai Thái, "Ba ơi, con đi tiễn mẹ về, bên này nhờ Viên Viên chăm sóc ba nhé. Có việc gì ba cứ gọi điện cho con bất cứ lúc nào." Triệu Khai Thái rất bực bội, chỉ hơi gật đầu, không nói gì. Tôi tự lái xe đưa Chu Lư về nhà. Trong xe, Chu Lư chửi thẳng Dương Đại Bảo ơi. "Trước đây có nhiều chuyện tôi vì mặt mũi ba anh mà không nói ra, chưa bao giờ nói cả. Mọi người đều nghĩ ba anh hồi đó gan lì." thậm chí từ bỏ công việc ổn định để ra ngoài làm ăn. Nhưng thực ra ông ấy đâu có tổ chức. Ông ấy bị sa thải. Hồi đó chính là con đi đó. Nói mình có thai với ba anh. Làm loạn ở trường, làm cả thành phố xôn xao. Sau đó ba anh từ chức và hứa với tôi. Rằng con đi đó chỉ loan tin vớ vẩn. Hoàn toàn không có thai. Tôi tin, nhưng kết quả thế nào? Hắn lừa tôi, lừa tôi cả 20 năm trời. Điều tệ hại nhất là, ba anh thậm chí giữ con riêng với con đi đó, ở bên cạnh. Làm kế toán, thật là gan lớn quá đi trên đường đi, chu lưu liên tục chửi rủa mọi thứ về triệu khai thái, tôi ít khi trả lời, chị an uể vài câu. sau khi đưa chu lưu về nhà, tôi lại đóng gói thêm một ít cơm và món ăn đến nhà triệu nhất hiền. triệu nhất hiền nhận lấy đồ ăn tôi mang tới. thở dài, tôi tưởng anh tối nay không đến nữa đấy. hôm nay mẹ tôi gặp triệu khai thái, bà ấy mệt quá, về nhà là ngủ liền. sao anh mua nhiều thức ăn thế? biết vậy tôi đã không đến nữa. ba câu không rời nghề cũ, không chính đáng. nhanh kể tôi nghe tình hình bệnh viện thế nào rồi triệu khai thái và chu lư đã cãi nhau chưa hai người ngồi sát bên nhau trên ghế sofa dương đại bảo kể lại tình hình của triệu khai thái chu lư và triệu hạo thật tuyệt triệu khai thái đáng bị trừng phạt thế đấy đây là điều ông ta đáng phải chịu trời sập thì cũng phải chống đỡ để chu lư trực tiếp ly hôn ông ta thì càng tốt nhưng lúc này tôi lại nhớ mày sao thế kế hoạch của chúng ta rõ ràng rất thuận lợi mà sao anh trông có vẻ dường như không vui vẻ lắm cũng không phải không vui chỉ là tôi cứ cảm thấy như mình đã bỏ sót một điều rất quan trọng nhưng không nhớ ra là gì mọi người đều như vậy mà đôi khi tìm đồ vật gì đó càng cố tìm lại càng không thấy không có tìm thì lại đột nhiên xuất hiện không nhớ thì thôi đừng nghĩ nữa ăn cơm trước đi tôi thấy anh mua máu chó tôi gật đầu cười một tiếng cô nói đúng đấy tôi nói được một nửa thì đột nhiên người tôi cứng đờ máu chó chu lư nói bà ấy và triệu khai thái đều có màu nhỏ mo nhưng tôi nhớ rất rõ trên thẻ bệnh của triệu hạo ghi là máu nhóm anh nếu chỉ nhớ của tôi không sai nếu cả ba người đều có nhóm máu chính xác thì chỉ từ khía cạnh này đã đủ chứng minh Triệu Hạo hoàn toàn không phải con ruột của Triệu Khai Thái. Tôi giật mình đứng phát dậy từ trên ghế sofa, làm Triệu Nhất Hiền giật bắn mình. Dương Đại Bảo, anh định làm gì? Tôi nhìn Triệu Nhất Hiền, nói thẳng ra tôi không nhớ nhầm đâu. Bây giờ tôi gần như chắc 99%, xác nhận được, Triệu Hạo tuyệt đối không phải con ruột của Triệu Khai Thái. Bây giờ tôi gần như chắc 99%, xác nhận được, Triệu Hạo tuyệt đối không phải con ruột của Triệu Khai Thái. Không phải trò đùa gì đâu. Dương Đại Bảo ơi, anh có biết mình đang nói gì không? Tôi học ít lắm. Đừng lừa tôi đấy, Triệu Khai Thái và Chu Lư đều có màu nhỏ mo nhưng tôi nhớ rất rõ trước khi tới đây tôi có ghé phòng bệnh của triệu hạo trên thẻ bệnh của cậu ấy ghi màu nhóm anh không thể nào làm sao có thể vậy có phải đâu đó nhầm lẫn rồi không tôi lại suy nghĩ kỹ càng một lần nữa trả lời thật khả năng sai sót ở phía triệu hạo rất thấp gần như có thể bỏ qua bác sĩ và bệnh viện không thể sai sót chỉ có khả năng sai là phía chu lư nhưng chuyện này chu lư cũng không thể nhớ nhầm chứ ngày mai khi tôi đến bệnh viện sẽ đi xem thẻ bệnh của triệu khai thái nói tới đây tôi dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào triệu nhất hiền có lẽ đây là cơ hội lớn nhất của chúng ta lúc này triệu nhất hiền chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn nếu đúng như vậy chúng ta chỉ cần tiết lộ ra ngoài chắc chắn triệu khai thái sẽ chết mất thật sự sẽ mạng vong không đâu cô vẫn chưa hiểu ý tôi cho dù đúng thật chúng ta cũng không thể tiết lộ ngay mà phải chuẩn bị trước tất cả tôi nói đây là cơ hội của chúng ta mà ý anh là nhà máy gỗ không chỉ là nhà máy gỗ cô nghĩ xem trước đây triệu khai thái luôn không chịu gặp mẹ cô theo những gì tôi biết chu lư từng nói hồi đó triệu khai thái ra ngoài kinh doanh không phải tự nguyện từ chức hoàn toàn bị ép buộc có thể chuyện này liên quan đến mẹ cô chuyện này tôi không rõ điều này không quan trọng bất kể đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ điều chúng ta có thể xác định bây giờ là trong suốt những năm qua mối quan hệ giữa triệu khai thái và mẹ của cô rất tồi tệ họ đã coi nhau như nước với lửa từ lâu rồi và cô cùng em trai luôn tồn tại với tư cách con ngoài giả thú triệu khai thái chưa bao giờ nghĩ đến việc công khai thân phận của hai đứa nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi nếu tình huống thực sự thật triệu khai thái quay đầu lại và nhận ra rằng đứa con gái con trai bà ông nuôi hơn 20 năm, không phải con đẻ của mình. Khi đó, tạm gác Chu Lư sang một bên, cô và em trai chính là dòng máu duy nhất còn lại của Triệu Khai Thái. Tôi cũng không muốn đi đâu cả. Tất nhiên, bây giờ tôi gần như chắc chắn Triệu Hạo. Còn Triệu Viên Viên thì vẫn chưa rõ, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể gặp phải tình huống, một khi Triệu Khai Thái biết chuyện này, với tính cách của ông ấy, ông ấy chắc chắn sẽ ly hôn với Chu Lư ngay lập tức. Thậm chí trước khi ly hôn, ông ấy nhất định sẽ chia tài sản. Cô đã từng nói, Triệu Khai Thái tìm cô tư vấn, về việc chuyển nhà máy gỗ thành cổ phần, nếu cô và em trai mới thực sự là dòng máu duy nhất của Triệu Khai Vậy Thái. Vậy cô hãy tự suy nghĩ xem, Triệu Khai Thái không phải là kẻ ngốc, ông ấy sẽ để lại cổ phần cho ai? Ông ấy đã nuôi con của người khác hơn 20 năm, ông ấy sẽ không để tâm huyết của mình lại cho con của người khác đâu. Nhưng tôi đã cắt đứt quan hệ với Triệu Khai Thái rồi, ông ấy không thể để lại phần cổ phần lớn cho tôi được một khi ông ly hôn với chu lư một lượng lớn cổ phần và tài sản sẽ được để lại cho chu lư và triệu hạo triệu khai thái có lo lắng không hơn nữa cho dù cô cãi nhau với triệu khai thái nhưng dù sao cô vẫn là con gái ruột của ông ấy dù có đánh gãy xương nhưng gần vẫn còn liền thời với đại nhau, này con cái cãi nhau với bố mẹ nhiều lắm rồi cô thấy mấy đứa thực sự chia tay hẳn luôn đâu không bao giờ gặp nhau nữa đâu còn nếu lùi lại một vạn bước nữa ngoài cô ra triệu nhất hiền cô còn có cả em trai mà đó là con ruột của triệu khai thái đấy nếu việc này thành công thật thì triệu viên viên còn đi đó sẽ thực sự sụp đổ hoàn toàn mất hết tất cả những lời này vừa thốt ra Triệu Nhất Hiền cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Dương Đại Bảo có thể thành công thật không? Làm ơn xóa cái từ viết lách đi được không? Chỉ cần thao tác đúng, chắc chắn sẽ thành công thôi. Cô không lẽ quên rồi? Cho đến thời điểm này, tôi vẫn chưa bị lộ đâu. Anh đã thâm nhập sâu bên trong địch rồi đấy. Với anh làm nội ứng, chúng ta hợp sức, chắc chắn có thể làm cho gia đình Triệu Khai Thái lúng túng hết cả lên được. Đừng lo, phía Triệu Viên Viên để tôi xử lý. Tối nay cô đã tiết lộ mà không có sự đồng ý của tôi rồi đấy, sao cô còn có thể tiếp tục làm bạn tốt với Triệu Viên Viên à? Tôi không tin đâu. Anh không hiểu chuyện phụ nữ đâu. Hơn nữa, mọi người đều biết tôi đang trả thù Triệu Khai Thái, không liên quan đến ai cả. Hơn nữa, nếu Triệu Khai Thái định ly hôn Chu Lư, lúc đó tôi tự nhiên có cách. Mở đường từ phía Triệu Viên Viên. Lúc đó chúng ta tấn công trên hai mặt trận. Nói tới đây, Triệu Nhất Hiền dừng lại một chút, nháy mắt với tôi. Tuy nhiên, nói những điều này bây giờ còn quá sớm. Dương Đại Bảo, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên làm việc nghiêm túc. Anh đã từng nói sẽ truyền dạy hết mọi thứ cho tôi mà. Rồi cho tôi đến đáp bà Đến đi, làm bộ làm tịch đi, đồ đĩ ra, tự chúc lấy thôi. Đừng sợ, trên đầu đèn sáng. Dương Đại Bảo lại hòa thân thành tiểu tướng Bạch Y, giết chết bảy người xông vào, rồi đầu hàng trước tiên. Này Dương Khôn, Dương Đại Hiệp, sao thế này? Anh đâu phải miệng mép, nói sẽ diệt tôi. Sao lại nhắc can thế? Dương Đại Bảo rất muốn tiếp tục ngoan cố, nhưng cảm thấy chân mềm nhũn rồi. Chỉ có thể nghiến răng nói, đợi tôi luyện đại uy thiên long đến cực hạn tự tay chém chết yêu nữ kia rồi lười kiếm một mét lớn hơn ca nhiều được tôi đợi đấy nhé dương đại bảo lấy lại bình tĩnh đứng dậy nói những ngày tới tôi sẽ cố gắng đến sưởng gỗ nhiều nhất có thể ở bệnh viện nhiều hơn chúng ta cần giảm thiểu gặp nhau nếu không nếu bị ai đó bắt gặp thì toang hết mất hết công sức chịu nhất hiền liếc dương đại bảo nũng nịu nói dương khôn dương đại hiệp anh chắc chứ không phải vì hoàn toàn không phải đối thủ của tôi nên anh mới cố tình tìm lý do để thoái thác lời này khiến dương đại bảo tức giận ngay định nói gì đó nhưng chịu nhất hiền cắt ngang khỏi nói tôi hiểu hết rồi rảnh lá mà bây giờ anh thực sự là bánh dâu tây si có thể nhịn được ai mà chẳng nhịn nổi dương khôn thiếu hiệp giận rồi đấy tôi sợ làm đấy có chuyện tôi chưa nói với anh thực ra tôi học múa đấy anh hiểu ý tôi đấy nhé nghe thấy dương đại bảo liền hiểu ra thôi chết tôi hôm nay không đi đâu nữa đâu chết dưới gốc hoa mẫu đơn cũng được làm ma cũng phong lưu dương khôn dương thiếu hiệp đừng ép buộc tôi nhé nếu không tôi sẽ giận đấy một tiếng sau dương đại bảo dựa vào đùi triệu nhất hiền toàn thân mệt mỏi mệt rồi à dương đại bảo người khác có thể không biết nhưng tôi biết rõ trầm cảm kinh khủng như thế nào mẹ tôi bệnh nhiều năm như vậy rồi tôi thực sự rất rất hiểu mặc dù bình thường anh không nói gì nhưng thực ra tôi biết anh rất đau khổ bên trong đặc biệt là khi trả thù gia đình triệu viên viên cho dù triệu viên viên cảm thấy thế nào Tôi biết khi trả thù Anh càng thêm đau khổ Triệu Nhất Hiền nhẹ nhàng vứt thẳng nếp nhăn trên trán Dương Đại Bảo Dương Đại Bảo, anh không thể tiếp tục như thế này được Nếu anh cứ thế này Thực sự rất dễ gặp rắc rối đấy Đừng sợ, ít nhất anh còn có tôi Tôi sẽ mãi ở bên anh Đúng chứ Toàn thân Dương Đại Bảo, không ngừng run rẩy. Trước đây, Dương Đại Bảo vẫn có thể đến công ty mắng phen cuồng Tâm sự với Hà Văn Hân để vui vẻ Nhưng bây giờ anh ấy không còn gì cả Dương Đại Bảo, anh nghĩ tôi thường xuyên tìm anh là vì điều gì thực sự chỉ vì tôi quá tham la mà anh tưởng tôi tối nay bắt anh ở lại là vì điều gì về cội nguồn chính là vì tôi biết rõ anh thực sự quá mệt mỏi rồi anh cần nghỉ ngơi dương đại bảo tôi biết mình không thể giúp anh nhiều nhưng chỉ cần anh muốn tôi luôn có thể ở bên anh dưới giọng nói dịu dàng của triệu nhất hiền dương đại bảo nắm chặt tay trái của cô cuối cùng chìm vào giấc ngủ những tội lỗi triệu khai thái tự gây ra cuối cùng cũng phải tự ông gánh chịu triệu. triệu khai thái thở dài đầy bất lực tôi thật sự không hiểu nổi tôi đã làm sai điều gì sao lại kết cục thế này chứ lúc này triệu viên viên lên tiếng bố đã làm sai điều gì à bố a à, chuyện đã tiến triển đến mức này rồi bố vẫn còn cho rằng mình đúng à cho dù tôi có sai nhưng cũng không đến nỗi tội chết chứ con không biết ngày xưa mẹ con đã tính toán gì tôi không thích nói xấu ai đó sau lưng nghe thấy triệu viên viên nhún mày bố a à, bố muốn nói gì vậy nói răng giờ rất khó chịu đấy bố có thể đừng như thế được không do dự một hồi lâu rồi triệu khai thái mới nói tôi nói đây tôi thừa nhận có lỗi Viên Viên à, con có biết tại sao ngày xưa tôi ngoại tình không? Ngoại tình mà còn tìm lý do à? Điều đó hơi khó chấp nhận đấy. Vậy còn con, con ngoại tình vì lý do gì? Triệu Viên Viên giận dữ, con người vốn thế, khi phán xét người khác thì luôn đứng trên cao, nhưng khi tới lượt mình thì lại vùi dập hết, không còn chút lương tâm. Hồi trước khi cưới tôi, mẹ con từng có bạn trai, là một thanh niên sống nông thôn. Rồi sao? Bố cũng nói rồi đấy, đó là chuyện trước khi cưới bố mà. Nhưng vấn đề là, sau khi cưới tôi, cô ấy vẫn thường liên lạc với người đàn ông đó có lần tôi bắt gặp cô ấy đang gọi điện cho hắn chúng tôi cãi nhau dữ dội vì thế cũng chính lúc đó tôi quen mẹ của triệu nhất hiền tả danh dù còn trẻ nhưng mẹ con cũng khá xinh đấy nhưng bà ấy học không nhiều còn tả danh thì khác tả danh thông minh học rộng lại còn rất dịu dàng điều quan trọng nhất là cô ấy thực sự rất hiểu tôi cô ấy có thể đọc được nỗi buồn ẩn giấu trong sách của tôi có thể con sẽ không tin đâu lúc đầu tôi và tả danh chỉ dừng lại ở mức bạn bè chưa hề có tình cảm chưa bao giờ vượt quá giới hạn chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè gọi đó là dừng lại ở mức bạn bè à vậy sao lại có con bởi vì mẹ con đã ngoại tình tôi thậm chí còn nghi ngờ nhiều lần rằng con không phải là con gái ruột của tôi bố nói gì vậy điều đó không thể nào sao lại không thể tôi đã từng chứng kiến điều đó nghe thế triệu viên viên tái mét mặt cứ lẩm bẩm không ngừng không thể nào điều này tuyệt đối không thể bố nhất định đang lừa tôi đây không phải chuyện gì đáng tự hào bao nhiêu năm qua tôi chưa từng nhắc đến bố có cần thiết phải lừa con không nói tới đây triệu khai thái thở dài rồi tiếp tục tôi biết con muốn hỏi gì tôi có thể nói rõ ràng rằng sau khi cưới tôi mẹ con đúng là đã gặp lại người đàn ông đó và chắc chắn không chỉ một lần chính lúc tôi phát hiện ra sự thật tôi đã cãi nhau thậm tệ với mẹ con nhưng chính lúc đó mẹ con bất ngờ có thai có thai con đấy tôi khăng khăng cho rằng đứa trẻ đó không phải của tôi chắc chắn là của người đàn ông kia vì vậy thời gian đó tôi như điên vậy không đi làm không về nhà chỉ biết uống rượu hút thuốc đó là giai đoạn tối tăm nhất cuộc đời tôi và trong thời gian đó người đồng hành với tôi qua những ngày khó khăn nhất, không ai khác, chính là mẹ của Triệu Nhất Hiền, tả danh, vì vậy tôi đã yêu cô ấy. Và không thể thu hồi được nữa, nói tới đây, Triệu khai thái dừng lại một chút. Rồi tiếp tục, chẳng bao lâu sau, khi tôi và tả danh ở bên nhau, thì con ra đời. Ban đầu tôi chắc chắn con không phải con ruột của tôi. Nhưng chúng tôi đi làm xét nghiệm S ở thành phố. Kết quả cho thấy con là con gái ruột của tôi. Nhận được kết quả xác nhận, Triệu viên viên như chút được gánh nặng. Nhưng trong lòng lại rất phức tạp, sau đó thì sao? Vì đã xác nhận con là con gái ruột tại sao bố vẫn quan hệ mập mờ với mẹ của triệu nhất hiền lúc đó khi đã xác nhận con là con gái ruột mẹ con cứ khăng khăng tôi vô cớ gây sự chuyện ở trường còn thôi bà ấy còn chạy đến kể với ông bà nội con ông nội còn tức giận dữ dội quyết không cho tôi ly hôn lúc đó tôi cũng nhận ra vấn đề sau khi cần nhắc kỹ tôi nghĩ tiếp tục như vậy không ổn nên quyết định cắt đứt liên lạc với tả doanh sống tốt với mẹ con cuối cùng lúc đó con đã ra đời rồi nhưng sau đó tả doanh cũng có thai triệu khai thái nói với vẻ đắng cay cô ấy cũng chạy đến trường gây sự cô ấy cũng lén đến kể với ông bà nội con trường không chịu nổi nữa cho rằng ảnh hưởng quá xấu và nhất quyết tôi không còn xứng đáng làm thầy cô nữa vì thế đuổi việc tôi đúng vậy rất nhiều năm qua tôi chưa từng chủ động nói thực ra ban đầu tôi không tự nguyện xin nghỉ dạy để làm ăn tôi bị đuổi việc nghe những chuyện cũ này triệu viên viên vẻ mặt rất phức tạp mẹ con sinh ra con tả doanh cũng sinh cho tôi một lô con gia đình tôi lúc đó rất khó xử đó là số phận ý trời giữa người lý do tôi bị đuổi việc không thể tách rời mẹ con và tả doanh đặc biệt là tả doanh nếu không phải cô ấy cố sinh con nếu không phải cô ấy ép tôi ly hôn với mẹ con chuyện sẽ không lớn đến thế đâu chính từ lúc đó mối quan hệ giữa tôi và tả doanh bắt đầu xấu đi nhanh chóng cho đến khi cắm ghét nhau thậm chí trở thành kẻ thù tả doanh có biết bố đã có vợ khi quen biết không triệu khai thái do dự một chút cuối cùng vẫn trả lời thật không nói cho cùng nếu không có thai tả doanh đã bị lừa từ đầu đến cuối thực ra cô ấy cũng rất vô tội rất đáng thương cô ấy có thai lại còn sinh đôi cô ấy có thể làm gì bố à đây không phải số phận đây là báo ứng là báo ứng dành cho tên đàn ông bội bạc giờ thì chuyện đã thực sự lớn là con gái của bố con vẫn muốn khuyên bố một câu bố nên suy nghĩ thật kỹ xem nên thu xếp thế nào tiếp theo triệu khai thái chìm và im lặng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy trên ghế sofa nhà triệu nhất hiền anh tỉnh rồi ngủ ngon không cô thức trắng đêm vì tôi à ừ chân tôi tê cả rồi đấy dương đại bảo anh nên cảm ơn tôi chứ ừ cảm ơn đã lâu lắm rồi tôi chưa ngủ ngon như vậy đêm qua tôi ngủ rất tốt cứ lẽ phép với tôi như vậy tôi sẽ giận đấy tôi nhìn triệu nhất hiền đột nhiên cảm thấy hoang mang có vợ như thế chồng còn mong gì nữa tôi đột nhiên hối hận có lẽ tôi không nên trả thù triệu khai thái quá đáng tôi muốn tiếp tục làm con rể của ông ấy tất nhiên tôi không ám chỉ triệu viên viên còn đi đó tôi muốn làm con rể của triệu khai thái qua cô tôi đột nhiên hối hận một chút có lẽ tôi không nên trả thù triệu khai thái quá đáng Di cơ, tôi muốn tiếp tục làm con rể của ông ấy. Tất nhiên tôi không có ý nói đến con đĩ Triệu Viên Viên. Tôi muốn làm con rể của Triệu Khai Thái qua cô. Triệu Nhất Hiền cười khẩy một tiếng, trêu tôi. Đánh anh đấy, chuyện đêm qua. Hôm nay sẽ bùng nổ ra hết. Trong lúc này làm sao vắng mặt được. Tôi đi bệnh viện trước nhé. Trong khi đó, Triệu Khai Thái đang nằm trên giường bệnh lướt điện thoại, cứ không ngừng lướt qua các tin tức về si căng đan trong nhà mình. Đồ khốn, tất cả báo lá cải này đều là đồ khốn. Ai cho phép chúng nó viết lung tung thế nhỉ? Nếu không phải thằng con bất hiếu kia, sao lại có nhiều rắc rối thế này chứ? Chờ tôi xuất viện tôi nhất định sẽ tự tay bẻ gãy đôi chân nó thấy vậy tôi lập tức lên tiếng an ủi ông bố hào hào cũng không muốn đâu đây đều là lỗi của mã tiểu thanh cả lùi lại mười ngàn bước nữa bố không cần tức giận tức giận hỏng sức khỏe không đáng mã tiểu thanh thì của thật là đĩ nhưng dương đại bảo tôi nói cho cậu biết mẹ vợ của cậu cũng chẳng phải là cái thứ tốt lành gì cậu đừng nghĩ là tôi ngoại tình trước người đầu tiên ngoại tình là con đĩ chu lư kia trong thời gian tiếp theo triệu khai thái lại kể lại chi tiết chuyện cũ với dương đại bảo còn chuyện này thật là quá vô liêm sỉ tôi ở bên triệu khai thái cả buổi sáng đợi triệu khai thái ăn chưa xong ngủ tôi mới tự tay rời khỏi phòng bệnh sau đó tôi đi vào nhà vệ sinh dùng khăn giấy lấy vài sợi tóc trong túi cẩn thận bọc lại mấy sợi tóc này có của triệu khai thái có của triệu viên viên làm xong những việc đó tôi lại đến phòng bệnh của triệu hạo kiểm tra lại bản kê khai xác nhận triệu hạo của thật đã tránh né tai họa rồi thu thập thêm một ít tóc của triệu hạo sau đó tôi nói vài câu vớ vẩn với triệu hạo rồi tôi nhanh chóng rời bệnh viện tự lái xe đến một trung tâm giám định huyết thống ở trung tâm thành phố sau khi nhập thông tin nhân viên lời biển nói với tôi được rồi ba ngày nữa chúng tôi sẽ gọi điện thông báo rồi quý khách qua lấy kết quả nghĩ lại tôi hỏi có thể thêm uy chắc của anh được không thêm uy chắc làm gì tôi có để lại số điện thoại rồi mà uy chắc tiện liên lạc hơn nghe vậy nhân viên lấy điện thoại ra sau khi tôi thêm uy chắc của anh ta tôi chuyển luôn một nghìn nhân dân tệ mà không nói hai lời làm phiền anh tôi muốn chen lên trước nhân viên cau mày anh làm thế này là bắt tôi phạm sai lầm đấy tôi chuyển tiếp hai nghìn nữa tôi cần kết quả gấp làm phiền anh rồi thấy vậy nhân viên khẽ nhếch mép được là người sáng suốt đây vì anh hào phóng như vậy vậy tôi cũng không làm phiền anh nữa chậm nhất là tối nay sẽ có kết quả nếu anh tin tưởng tôi lúc đó tôi có thể chụp ảnh kết quả rồi nhắn qua wechat cho anh luôn được tuy nhiên tôi vẫn cần bản báo cáo giấy tôi không giấu anh đây không phải việc của tôi làm tôi làm thay cho xét tôi tôi sang quán đối diện nghỉ chân khi nào có kết quả anh báo tôi nhé được không cần giải thích nữa đâu tôi hiểu rồi chiều muộn thế này nhân viên trung tâm yêu cầu tôi đến lấy báo cáo kết quả đã ra tôi cầm bản báo cáo giấy nhìn kỹ hai lần rồi nói với nhân viên cảm ơn anh không cần khách sáo sau này sếp anh có nhu cầu thì anh có uy chắc của anh rồi liên lạc trực tiếp nhé tôi giảm hai mươi phần trăm cho anh cả hai chúng ta đều có lợi được đấy có thể sau này tôi sẽ phiền anh nhiều lần nữa đấy ra khỏi trung tâm giám định huyết thống rồi tôi suy nghĩ rất lâu lấy điện thoại ra chụp hai tấm ảnh kết quả xét nghiệm s tập trung chụp con dấu sau đó gọi cho tôn nhị cẩu này cẩu có thời gian không có chuyện cần cậu giúp cái gì là giúp không giúp anh cứ nói thẳng ra là được có thể làm được tôi nhất định làm không làm được tôi tìm cách nhờ người giúp anh làm điện thoại hơi bất tiện tôi đến đón cậu nhé được 20 phút sau, tôi lái xe tới cửa hàng điện thoại của Tô Nhị Cẩu, lên xe. Anh, cuối cùng là chuyện gì vậy? Sao trong điện thoại vẫn không chịu nói? Cậu có quen ai làm giả giấy tờ, khắc con dấu giả không? Anh à, tôi không phải loại người đó đâu. Đừng có mà nói nhảm với tôi, tôi chỉ hỏi một câu thôi. Có ai đáng tin cậy không? Có chuyện cần cậu giúp tôi xử lý. Biết trung tâm xét nghiệm ở nhà mình mà phải không? Tôi không thể trực tiếp xuất hiện được. Cậu hãy giúp tôi khắc con dấu. Trong lúc nói chuyện tôi lấy điện thoại ra, tìm bức ảnh con dấu đã chụp sẵn, cho Tô Nhị cầu xem một cái. Cái này được, không vấn đề. Nhưng anh tôi có thể hỏi một câu, anh định làm gì không? nghe thấy thế dương đại bảo liếc tôn nhị cầu một cái thôi được rồi thế thì tôi không hỏi nữa anh nhé đến trung tâm thương mại du du đi ở đó tôi có một người bạn chuyên làm việc này nửa tiếng sau tôi lái xe tới trung tâm thương mại du du tôi không xuống xe tôn nhị cầu tự mình xuống xe đi đến phố thương mại bên kia chưa đầy 15 phút tôn nhị cầu đã quay lại anh xong rồi tôn nhị cầu đưa tôi một con dấu thế nào kỹ thuật không tồi chứ đây không phải là giả mạo chứ gì nó hoàn toàn giống thật bao nhiêu tiền tôi chuyển cho cậu anh không phải đang mắng tôi chứ sau này anh chiều đại tôi bia là được rồi sau đó tôi lái xe chở tôn nhị cầu về đồng thời tại cửa hàng điện thoại của anh ấy tôi in lại một bản kết quả xét nghiệm s cuối cùng đóng dấu lên bề ngoài trông có vẻ đây chính là một bản kết quả xét nghiệm s có hiệu lực sự khác biệt duy nhất ở chỗ tôi đã thay đổi câu trả lời trong kết quả xét nghiệm s sau khi làm tất cả những việc này tôi lái xe rời khỏi đây tôn nhị cầu nhìn theo ánh đèn đôi xe dần khuất lông mày nhíu lại một chút rõ ràng có vẻ đang suy nghĩ nửa tiếng sau tôi cầm hai bản báo cáo giấy kết quả xét nghiệm s đến nhà triệu nhất hiền kết quả đã có rồi tôi gật đầu đưa báo cáo kết quả xét nghiệm s cho triệu nhất hiền triệu nhất hiền nhìn vài lần hơi thở nhanh chóng trở nên gấp gáp đáng tin không không nhầm chứ xác suất sai rất thấp vậy tại sao triệu viên viên và triệu hạo lại không phải con của triệu khai thái làm sao có thể thế lúc này đột nhiên khuấy miệng tôi giật giật cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật độ chính xác của xét nghiệm s đã đạt 99% tôi chỉ nói là xác suất sai sót trong kết quả xét nghiệm s rất thấp nhưng tôi đâu có nói hai bản kết quả xét nghiệm s này chắc chắn là thật